Xin mến chào quý vị và các bạn trở lại thông tin hôm nay. Mình lại tiếp tục cập nhật những thông tin nóng hốt trong ngày liên quan đến tình hình trật tự an ninh của xã hội, liên quan đến rất nhiều các cái bài viết được chia sẻ rất là thú vị được cập nhật trong nội dung bài viết hôm nay. Thông tin đầu tiên với tiêu đề là triệu tập những người đưa tin sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi. Những người đăng và chia sẻ bình luận thông tin sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi sẽ bị triệu tập trong thời gian sắp tới. Sáng nay ngày 15 tháng 2, một lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh cho biết những người đăng tin, chia sẻ, bình luận, thông tin sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi ở các tỉnh thành sẽ được triệu tập trong thời gian sắp tới. Người nào sai phạm tới đâu sẽ bị xử lý tới đó. Trên hình ảnh chúng ta thấy Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh đang đã, đã phát biểu trong một buổi thăm và tặng quà Tết cho công nhân người lao động ở Cần Thơ. Còn nói về hành vi của ông TMT sinh năm 1976, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đăng thông tin sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Vân này. Vị lãnh đạo công an tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, phòng an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Nếu căn cứ đủ cơ sở yếu tố sẽ khởi tố vụ án hình sự trong vấn đề này, cơ quan công an đang quyết định không thể dừng lại ở mức phạt vi phạm hành chính. Trước đó, vào ngày 14 tháng 2, công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với công an thành phố Hà Nội xử lý một trường hợp đăng thông tin sai sự thật về thiếu tướng Đinh Văn nơi Cụ thể, vào ngày 4 tháng 2, phòng cảnh sát an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện tài khoản TikTok tên TT 0102810180 có hành vi đăng tải phát tán một video có nội dung cắt kép sai sự thật liên quan đến bài viết bài phát biểu của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tại thời điểm đang là Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Sau khi phát hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với công an thành phố Hà Nội tiến hành xác minh qua điều tra xác định chủ tài khoản trên là ông TMT, sinh năm 1976, trú tại xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tại cơ quan công an, ông T thừa nhận hành vi sử dụng tài khoản TikTok đăng tải phát tán video có nội dung cắt ghép thông tin sai sự thật liên quan đến bài phát biểu của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng. Qua đấu tranh mở rộng phát hiện tài khoản trên còn đăng tải một số bài viết có nội dung thiếu kiểm chứng liên quan đến lãnh đạo Đảng và nhà nước. Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã yêu cầu ông T xóa bỏ các bài viết có nội dung vi phạm, cam kết không tái phạm, đồng thời bàn giao hồ sơ vụ việc cho công an thành phố Hà Nội tiếp tục để xử lý. Thưa quý vị, như vậy là liên quan đến bài viết này, chúng ta thấy trong thời gian gần đây, phòng an ninh mạng đã liên tục phối hợp và điều tra các cái hành vi, các cái đối tượng mà đăng tải chia sẻ những thông tin sai sự thật liên quan đến mạng xã hội, à, liên quan đến các cá nhân tổ chức à, và đã bị các cơ quan an ninh mạng đã xử lý kịp thời trong thời gian vừa qua, nhưng vụ việc này vẫn chưa chịu dừng lại. Thì hôm nay tiếp tục một thông tin tiếp theo nữa là thông tin sai sự thật về Thiếu tướng Đinh Văn Nơi này và cá nhân này đã bị cơ quan công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi chia sẻ đăng tải những thông tin sai sự thật về những người nổi tiếng như thế này thưa quý vị. Và thông tin thứ hai liên quan đến một bài viết có tiêu đề Bắt phó chủ tịch tỉnh Hà Nam ông Trương Minh Hiến, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam bị khởi tố tạm giam để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Hà Nam, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam thu thập tài liệu chứng cứ đấu tranh mở rộng vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại núi Hang Diêm, xã Liêm Sơn, huyện Kim Bản, tỉnh Hà Nam từ năm 2017 đến năm 2021. Căn cứ tài liệu thu thập được vào ngày 15 tháng 2 năm 23, cơ quan cảnh sát điều tra công an Công an Hà Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trương Minh Hiến sinh năm 1960, nguyên là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Ông Vũ Hữu Song sinh năm 1959, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tài khoản 2 Điều 258 của Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009. Các quyết định tố tụng lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam phê chuẩn. Cùng ngày thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã thi hành các quyết định và lệnh trên. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức cá nhân liên quan và đảm bảo xử lý triệt để vụ án. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta thấy rằng trong suốt thời gian vừa qua, các cơ quan đơn vị hàng đầu cũng đã cũng đã à, xem xét và xử lý rất nhiều các đơn vị cán bộ, quan chức đã vi phạm trong vấn đề là thiếu trách nhiệm tìm trong công việc đối với cá nhân và tổ chức. Và vụ việc này thì được Bộ Công an và và các cơ quan ban ngành đang tiếp tục xử lý nghiêm trong thời gian sắp tới. Và bài viết thứ ba cũng liên quan đến các cán bộ quan chức đã có hành vi sai phạm trong trách nhiệm công việc của mình và được cơ quan chức năng khởi tố và bắt tạm giam. Trong bài viết hôm nay được nêu với nội dung là Ninh Bình khởi tố nguyên chủ tịch xã và hai cán bộ lập hồ sơ khống gây thiệt hại cho nhà nước. Cơ quan công an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn và hai cán bộ vì gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. Hôm nay ngày 15 tháng 2 thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan công an vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân và hai cán bộ xã Mai Sơn vì đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng bị khởi tố để điều tra để làm rõ về hành vi lợi dụng chức quyền và quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm ông Nguyễn Văn Hoạt sinh năm 1964, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, bà Bùi Thị Thanh Hương sinh năm 1988, công chức tài chính xã và ông Mai Anh Tuyên và ông Mai Anh Tuyên sinh năm 1985 là công chức phòng kinh tế hạ tầng huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Theo hồ sơ của cơ quan công an tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2016 khi triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ông Nguyễn Văn Hoạt với vai trò là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã câu kết với bà Hương, ông Tuyên lập khống 3 hồ sơ quyết toán chi phí quản lý dự án trái với quy định của pháp luật. Đối với hành vi của ba đối tượng trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tổng số tiền lên đến 297 triệu đồng hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Ninh Bình tiếp tục điều tra để làm rõ thưa quý vị như vậy thì chúng ta thấy rằng lò bất trọng đang rất là nóng và liên tục nóng để à, giải quyết tất cả các cái trường hợp mà các cán bộ quan chức lạm dụng quyền hành để làm trái với quy định của pháp luật vừa qua thì chúng ta thấy rất nhiều các cái đơn vị tỉnh thành đã khởi tố xử lý rất nhiều các trường hợp nhiều cán bộ nhiều đơn vị đã vi phạm về vấn đề này lợi dụng chức quyền lợi dụng mà bản thân của mình quyền lực mà để thao túng thị trường để làm thất thoát ngân sách nhà nước làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh kinh tế của xã hội đó là vấn đề mà đang được cơ, cơ quan hàng đầu tập trung xử lý triệt để nhưng chúng ta vẫn thấy rằng dù sao đi chăng nữa thì cũng không thể xử lý triệt để được à, các cái hành vi sai phạm của các cán bộ quan chức như thế này. Nhưng các cái vụ việc này thì vẫn được liên tục diễn ra diễn ra hàng năm. Nhưng dù sao thì chúng ta cũng à, quan nghênh về à, cái việc công tâm của pháp luật Việt Nam và các cán bộ à, các cơ quan đầu ngành đã đứng ra xử lý triệt để các cái vụ việc này nên à, nhầm ngăn chặn các cái hệ lụy về tiêu cực làm ảnh hưởng đến um, niềm tin của người dân ảnh hưởng đến uh, um, tài sản của quốc gia và ảnh hưởng đến tình hình an ninh kinh tế của đất nước thưa quý vị đó là thông tin ngắn được cập nhật trên bài viết hôm nay đến đây thì mình xin kết thúc thông tin này xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi xin mến chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và hạnh phúc mình xin chào thân ái ạ à.